Xin chào công. Ở trong những cái buổi tập vừa qua thì tân huấn luyện viên trưởng thì ông ấy có hướng tức là thử nghiệm những cái sơ đồ như thế nào và lối chơi như thế nào ở U23 Việt Nam? Trong những ngày qua thì huấn luyện viên cũng đã có những buổi tập về chiến thuật sơ đồ cũng như của đội bóng, và ông xây dựng cho đội bóng U23 Việt Nam tham gia giải lần này là đội hình tấn công và sơ đồ là 4-3-3. So với thời Bắc và tân huấn luyện viên mới thì có khác nhau, đó là ở thời này thì thiên về lối đá bán đập nhỏ và thiên về tấn công hơn, còn về thời Bắc là thiên về phòng ngự chắc chắn và chơi phản công. Những giáo án của huấn luyện viên trong những buổi tập gần đây thì hầu như là những bài tập về chiến thuật và chủ yếu là trang nhanh nhẹn để cho mình trang có trạng thái thi đấu tốt nhất. Khi đã lên đấy thì tất cả cầu thủ là đều như nhau và có sự cạnh tranh, thì em nghĩ là mình sẽ cố gắng thể hiện thật tốt để kiếm một suất để thi đấu, là em sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để thể hiện và khẳng định lại bản thân của mình. Được tham gia tất cả các trận đấu của U23. Khi mà bạn sang UAE thì bạn lại được ăn những cái đồ ăn Việt do đầu bếp người Việt chế biến, thì không biết là cái cảm xúc của bạn như thế nào, và cái việc mà được đầu bếp Việt chế biến các cái món ăn ấy thì nó giúp như thế nào cho đội tuyển U23 Việt Nam? Thì sang đây và có việc được ăn những món ăn của chính ở quê hương mình thì mình cảm thấy là rất là ngon miệng và phù hợp, và giúp U23 Việt Nam cải thiện được nhiều về dinh dưỡng và có đầy đủ thể lực để thi đấu vào mùa giải mới.